Theo nguồn tin của VN Express, Công Phượng đã ký hợp đồng 2 năm với một đội bóng Nhật Bản, nhiều khả năng là Yokohama FC. Đây là đội bóng đứng thứ 2 J-League 2 mùa giải 2022, qua đó giành quyền lên chơi ở J-League 1 mùa giải 2023. Đây là lần thứ 2 Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu, trước đó anh từng đầu quân cho câu lạc bộ Mito Hollyhock ở J-League 2 nhưng không thực sự thành công. Công Phượng hiện vẫn ở Việt Nam, dự kiến anh sẽ sang Nhật Bản vào đầu năm sau để ra mắt đội bóng mới. Yokohama FC không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng mượn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từ Hoàng Anh Gia Lai năm 2016.